giáo dục tổng hợp thế nào, vừa là hiện đại vừa sáng giữ hồn. Người hồn dân tộc Việt luôn phân gió tích cực luôn luôn của thầy. Tỉnh đài tra này kể cũng hay, rèn luyện tất cả cái hay mọi nguồn. Có em nổi bật chưa luôn ra trường chủ động cơ nguồn ra sao. Có em đã nói thế nào thấy ngứa mắt quá đành nhào ra tay. Đại ta giáo dục mới hay, rèn luyện tất cả điều hay của trường. Phụ huynh tín nhiệm truyền thương, tìm thấy tâm sự khi trường con đâu. Chỉ vì con gái làm rầu, yêu chồng bạn gái yêu cầu can ngăn. Vậy mà thầy đã can ngăn, không ngờ hiệu quả can ngăn được liền. Cũng do uy tín thầy chuyên hướng dẫn khải đạo ưu tiên làm gì. Đồng hành cùng tuyệt quá đi, khi trường đi xuống là kỳ. Thầy trò lại quyết ra tay, vùng lên thôi thúc làm hay thế nào. Thế là thầy rất tự hào, thầy cố hướng dẫn cách nào đi lên. Thầy trò kỳ yếu vùng lên, làm cho phát khởi dậy lên tinh thần. Từ đây kiểu mẫu lên gân, giúp cho thầy quảng vững tâm điều hành. Thế là kiểu mẫu tiến nhanh, rồi sau mới thấy tâm thần ra sao. Ban đầu đâu biết thế nào, vùng lên cứ tưởng nhóm nào quầy thôi. Phá sóng cũng vậy không tồi, sống vì quầy phá nên rồi bỏ đi. Vùng lên lên tiếng những gì, không những chuẩn bị đường đi của trường. Từ các sinh hoạt học đường, hình thức báo chí của trường đổi thay. Nhóm này sinh hoạt câu lạc bộ là đấy mở đầu. Nhóm sự địa đã đi đầu, tổ chức du khảo đi đâu bây giờ. Bến Tre thăm đạo đào dừa, cây ninh thần thất xin thưa đi cùng. Văn học nghệ thuật cùng chung, nhóm hung biển này tổ chức cùng ánh văn. Nhóm khoa học hoạt động hăng, cùng nhiều nhóm khác phạm văn đua cùng. Vùng lên bảo chỉ biệt không, không chỉ văn nghệ như trường khác đâu, mà còn phản ảnh nhiều màu con đường giáo dục cùng nhau thực hành. Ví như kiểu vùng lên nội dung hưng phấn, vùng lên toàn trường như hoạt động trài của trường. Võ trang đường hướng của trường
làm sao thực hành sinh hoạt phóng sự rất nhanh. Quốc hồn quốc thủy đã tránh thuyết trình hướng dẫn đức dục hết mình như phần văn nghệ thật tình khác xa. Một yêu kiểu mẫu trương nhà, hai yêu gương mẫu cũng là học sinh, ba yêu thầy hiểu ăn minh, bốn yêu sinh hoạt tài sinh trong lành, năm yêu cả sự học hành, sáu yêu kỷ luật đã thành lập ra, bảy yêu trật tự trường ta, tám yêu những nét gấm hoa trường nhà, chín yêu thiền chỉ thầy ta, mười yêu tất cả ấy mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.